Xin chào bà con. Hôm nay là thứ sáu, ngày 9 tây, tháng 9 năm 2022. Trại Trùng Quế Hai Ngôn xin kính chào tất cả bà con nông dân, chủ yếu là bà con làm vườn. Bà con thấy những cái thùng này nè, tôi chia sẻ với bà con đoạn video. Những cái thùng này là tôi sẽ ngâm cái phân trùng quế nha, phân trùng quế. Và tôi ngâm nó như thế này. Bà con thấy tôi ngâm rồi tôi quậy nó loãng nó vậy nè. Trước khi tôi ngâm này khoảng 5 ngày rồi nha, 5 ngày rồi tôi nó trộn ra nước vậy nè, tôi quậy lên vậy nha. Thì tôi cộng với thêm một số cái phân của con dơi, tôi chia sẻ luôn con dơi bay của mình á, cái phân của con dơi ha, mà chủ yếu là cái phân trùng quế cộng với phân của con dơi. Tôi ngâm nó như thế này khoảng 5 tới 7 ngày sau tôi đem ra tôi tưới cây sầu riêng. Thì bà con đi theo tôi. Cái miếng vườn này là miếng vườn sầu riêng của tôi, là tôi chiên về phân hữu cơ không, bà con thấy đây ha. Tôi quay đi cho bà con thấy luôn, đứa cháu tưới nè. Mà hồi nãy là tôi quay cái không có quay cái chỗ mà nó tưới ban đầu, là bắt đầu nó tưới nè, bà con thấy đây, ngâm rồi vô thùng tưới. Đó, bà con thấy không, tưới. Thì cái này là mình vừa tiết kiệm nè, này tôi chia sẻ cùng với bà con tiết kiệm cái tiền á, cái đầu vào của cái miếng vườn của mình. Thì tôi ngâm như vậy khoảng chừng 50 kg phân trùng quế, tôi ngâm vô khoảng chừng 2 kg phân con dơi. Tôi ngâm gì từ 5 tới 7 ngày thì bắt đầu tôi đem ra tôi tưới vô cái cây sầu riêng của tôi. Thì nói chung cái cây sầu riêng mà mình muốn nó tốt hay nó không tốt thì nó rất là dễ, nó không có khó. Nhưng điều mà cái khi mà nó quan trọng là bà con mình để cái trái á, nó mới khó hay không thôi. Chứ thì qua cái quá trình tôi trồng cái sầu riêng, cái tớp sầu riêng đang tưới nè, thì cái này là nó được 2,5 năm tuổi rồi nha, 2,5 năm. Đây, cái sầu riêng này là 2,5 năm. Còn cái sầu riêng phía bên kia là nó đúng 3 năm rồi, nó cũng xích sót 3 năm chứ chưa đúng. Tại vì nếu mà 3 năm thì nó 29 tháng 9 nó mới đúng 3 năm. Mà này mới có 9 à, mới có 9 tây à, nó còn thiếu 20 ngày nữa nè. Thì bà con thấy nè, cây sầu riêng là tôi phải để cỏ, nhưng điều tôi để bằng cái cỏ rau chay. Tại vì cái cỏ rau chay là cái cỏ nó có lợi. Cái rễ rau chay nó ăn bạ trên mặt đất thôi, nó không có ăn trầm. Còn có những cái loại cỏ khác á, nó ăn trầm xuống cái mô, thành thử ra nó cạnh tranh với cái dinh dưỡng là cái phân với cây trồng của mình. Thì cho nên tôi từ từ tôi sẽ diệt cái cỏ có hại, và tôi dưỡng lại cái rau chay nè, bà con thấy nè, bắt đầu tôi dưỡng. Nhưng điều ở trong cái gốc thì mình cắt cho nó trống nha bà con, mình cắt cho nó trống đi, bà con thấy nè, trong cái mô đó thì nó trống trống. Còn ở ngoài thì mình để ngoài nhưng cho nó phủ một lớp ở ngoài, nhưng cho là mưa là nó không bị xói mòn cái mô cây của mình, rồi trời nắng á, thì nó cũng không có bị hóc cái cây của mình. Cho nên mình giống như cái cỏ là nó một cái tấm thảm để nó che bớt mưa và nắng cho cái cây trồng của mình. Thì bà con thấy cái miếng vườn của tôi là miếng vườn hữu cơ nè ha. Thì bà con nào có quan tâm á, thì hãy điện thoại cho tôi qua cái số là 0986 203 159. Tôi sẽ chia sẻ cùng với bà con làm vườn về cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, về cái lĩnh vực là nuôi con trùng quế làm sao để nó thành công, rồi cái phân trùng quế mình bón cho cái cây trồng mình làm sao để nó hiệu quả tốt nhất mà cái chi phí mình nó sẽ thấp nhất. Thì bà con cứ hãy gọi cho tôi ha. Thì bà con nào có thấy cái đoạn video của tôi hay hay thì tôi xin bà con một cái comment vào cái kênh YouTube Trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long, để những cái đoạn video của tôi chia sẻ cùng với bà con thì bà con sẽ được liền, hoặc giả là những cái đoạn video hoặc giả những cái lời bình luận của bà con bình luận vô cái trại Trùng Quế Hai Ngôn Vĩnh Long thì tôi cũng ghi nhận được những lời bình luận quý báu của tất cả bà con. Thì trước khi kết thúc đoạn video, tôi rất cảm ơn tất cả bà con
đã đồng hành cùng với trại chuồng quế Hay Ngôn Vĩnh Long suốt cái quá trình trong thời gian qua, và bà con đã ủng hộ những sản phẩm sinh khối chuồng quế giống và cái phân chuồng quế để bón cho cây trồng và cái sinh khối chuồng quế để bà con về nuôi lại. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi xin kính chúc bà con một ngày làm việc được nhiều hạnh phúc và thành công. Tôi hẹn gặp lại tất cả bà con trong những cái đoạn video tiếp theo. Tôi xin kính chào.